Lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn đã biểu dương khen thưởng 10 triệu đồng cho công an quận vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, bắt giữ hai đối tượng người Trung Quốc trộm cắp tài sản trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Trước đó, ngày 17 tháng 7, công an quận nhận được tin báo của ông Chen Xi, sinh năm 1979, quốc tịch Trung Quốc, hiện trú tại căn hộ C10, khu The Ocean Villas, tổ 75, phường Hòa Hải, bị mất số tài sản trị giá khoảng 3 tỷ đồng, bao gồm 700 triệu đồng tiền Việt, 11.000 đô la Mỹ và tiền ngoại tệ khác, hai đồng hồ trị giá 500.000 nhân dân tệ, cùng giấy tờ hộ chiếu, visa. Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố điều tra truy xét bằng các biện pháp nghiệp vụ. Sau 24 tiếng đồng hồ, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng chủ mưu Xiao Lei Chen, sinh năm 1994, quốc tịch Trung Quốc, là đầu bếp của ông Chen Ji. Qua đấu tranh và từ lời khai của Xiao Lei Chen, lực lượng công an đã bắt giữ kịp thời một đồng phạm là Bi Quang Mang, sinh năm 1983, quốc tịch Trung Quốc. Tang vật thu hồi gồm 500 triệu đồng, 4.000 đô la Mỹ, hai đồng hồ trị giá 500.000 nhân dân tệ. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.